Vâng, xin chào bà con cô bác đang xem video bé nhá. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ với các bác một cái khu vực mà bán đào quất lớn nhất của thủ đô Hà Nội, đó là bờ hồ của Hồ Tây các bác nhá. Thì em đang đi trên con đường này, con đường của chỗ quận Tây Hồ các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đường phố thì đang rất là đông đúc nhộn nhịp và người người nhà nhà đi mua quất nhá. Vâng, nếu bà con cô bác và các chị đang xem video thấy video hay thì hãy cho xin một like nhá các anh chị nhá. Đấy, đào quất Tứ Liên này, cây to chưa? Đấy. Và rất là đẹp các bác nhá. Đấy, đường thì đang tắc rồi, đang tắc bởi vì là rất nhiều người đi mua đào quất. Đấy, các anh chị và các bác nhìn thấy chưa? Đấy, thủ đô Hà Nội ngày 25 Tết các bác thấy nhộn nhịp đông đúc như nào. Đào quất thì rất nhiều các loại đào quất luôn. Đấy, các loại quả xanh, quả chín này. Đấy, và các loại bình này. Để về phục vụ các anh chị và các bạn chơi Tết nhá. Đấy, khu vực này là khu vực quất này. Đấy, sau đó thì các anh chị hãy ngắm này, tiếp tục đến coi như là đào này. Đấy, cây đào là rộ chưa? Đấy, các anh chị thấy cây đào rất là đẹp. Và cây đào này thì đấy, cây chỉ các bạn xem cây đào thế này vẫn sự ý. Sợ lại luôn hơi to. Đây lại là quất này. Đấy, các loại quất. Tiếp tục nhá, vâng, các anh chị và các bạn lại lên xem tiếp này, ô tô tiếp đứng đầy đường rồi. Đấy. Đấy, ủi quất rất là sai quả nhưng quả hơi nhỏ các bạn. Quất này thì sai quả chít chít nhưng mà đấy, khu này quất đẹp chưa các bác ngắm nào. Em đi chậm lại cho các bác xem nhá. Còn sang khu này thì bán tất cả các loại sành sứ là các bác coi như về các bác bày đào quất vô tư luôn. Đấy, các chai lọ này. Đấy, đào quất rất nhiều các bác nhá. Đấy, các bác thấy chưa? Đào chữ huyền này, rất nhiều cành này. Đấy, cành đẹp này. Đấy, cành huyền này. Mà lụ thì rất ít các bạn. Đấy. Chưa nhìn thấy cành nào ưng ý. Đấy, bà con đi mua rất là nhiều ngày hôm nay. Tuy nhiên thì giá cả như thế nào thì các bác tí nữa sẽ xem nhé. Em sẽ đi vào chi tiết xem. Các bác thấy chưa, tắc đường. Vâng, khung cảnh đường phố Hà Nội hiện nay thì rất nhộn nhịp các bác nhé, rất nhộn nhịp, người người nhà nhà đi mua sắm Tết nhá. Đấy, đặc biệt là đào quất này. Đấy, bến xe cũng là nơi để bán bày bán đào quất hết rồi. Đây là đào rừng các bác nhá. Đây là đào rừng ở khu này thì rất nhiều các cành đào chữ huyền và năm nào em cũng qua khu này để em mua các bạn. Đấy, cành đào thực sự. Cành đào là tung hết rồi. Các bác thấy chưa, người người nhà nhà đi mua đào nhá. Rất nhiều cành đào chưa hiền.
xem cành đào này bao nhiêu tiền đấy nhá. Cành này bao nhiêu tiền ạ? Cành đào chi huyền này bao nhiêu tiền ạ? 900 à? Đủ ít rồi. 900.000 các bác nhá. 900.000 cành đào này. Đấy. Giá cũng hơi đắt. Của nhà chồng nên giá rất rẻ. Vâng, giá 500.000 một cành đào. Vâng, rất đẹp các bạn. Hồ 900.000 sao cuối cùng bán 500.000 các bạn thấy đây ạ.